Thì trước khi vào điều trị thì em xin phép là được có thăm khám trước về cái tình trạng của mình nhá. Đây, cho em xem bên này thì nhìn khá là nhiều bùi nhỉ. Thì cái chân của mình đây em xem bên này xem nào. Rồi cả hai bên khá là nhiều nhỉ. Chị Lan bị tình trạng này lâu chưa chị? Cái này thì chị bị từ lúc mà chị sinh con xong ấy. Vâng. Thì bắt đầu là nó cứ nổi dần nhiều các cái mạch máu lên này. Mà nó cứ hay bị tức rồi là nó tê khó chịu lắm. Rồi, căng tức đúng không? Được rồi, thì đây để em kiểm tra cho chị nhá. Của chị Lan bị là khá là nặng đấy chị Lan ạ. Đây này chị nhìn thấy không? Rất là nhiều múi nhá. Đấy, vào cái phần tĩnh mạch của mình bắt đầu nó cũng đã trở nặng hơn, nó phình và nó chèn ép ở cái khu vực từ phần ná đùi xuống dưới phần cổ chân nhá chị nhá. Đây, chị nhìn thấy không này đấy, rất là rõ luôn này. Thế thì cái phần mà chị bị đau nhức này thì thường là về buổi chiều hay là vào buổi tối? Nghĩa là chị là cứ mà đứng lâu này hoặc là ngồi lâu này. Vâng. Là nó nhức này, nó tức này, rồi nó mỏi, nó tê. Đấy, hoặc là đi đâu xa rồi khó chịu lắm. Đấy, rồi là tối đứng lâu là thấy mỏi đúng không? Tối đêm ngủ là hay bị mất ngủ triền miên. Rồi. Vì cứ nằm xuống là nó rứt. Đúng rồi, nó chèn ép, nó không lưu thông được. Đúng rồi. Dẫn tới cái nó mà buồn bã khó chịu lắm. Vừa là buồn. Cái này thì trong cái quá trình chúng em điều trị nhá thì chúng ta sẽ điều trị theo các buổi. Đấy, tại vì là cái tình trạng của mình nó khá là nặng rồi. Chúng ta không thể xử lý được, bảo là một buổi mà xử lý được hết luôn là cũng chưa thể hết được, mà chúng ta sẽ phải phân theo điểm nhé. Thì ở đây em sẽ vạch định luôn để cho chị thấy được là đây, cái khu vực này là khu vực búi nặng nhất. Đấy, tiếp tới là cái khu vực thứ hai, đấy, nó từ cổ chân xuống dưới mũ chân nhé. Thì chúng ta sẽ điều trị trong từ 2 tới 3 buổi. Đấy, là chúng ta có thể rất liền. Những cái màu xanh xanh gọi là mau mạch à? Vâng. Cái tĩnh mạch à? Cái phần xanh đỏ nhỏ này nó là mao mạch. Còn phần tĩnh mạch là những cái sợi to như chiếc đũa. Đấy, là phần tĩnh mạch và nó bị phình ra thì người ta gọi là tĩnh mạch. Đấy thì cái hệ lụy của cái phần tĩnh mạch mà khi mà bị suy giãn thì nó sẽ gây là đau nhức, tê bì. Đấy, nếu mà nặng hơn mà chúng ta để nặng chúng ta không điều trị thì nó có thể dẫn tới bị hoại tử về sau. Đấy thì khi mà để tới hoại tử thì nó không có phương pháp nào để trị liệu cả. Đấy là điều trị này là khỏi chứ em? Điều trị cái này là rất nhiều luôn chị nhá.